Những nội dung chính sẽ có mặt trong bản tin ngày hôm nay. Lễ khai mạc World Cup năm 2022 hoành tráng, sôi động. Messi và Ronaldo rủ nhau đăng bức ảnh thế kỷ. Gian nan hành trình săn siêu sao Leo Messi tại World Cup. Tiền vệ Hoàng Đức nhận được vinh dự đặc biệt tại World Cup năm 2022. Và sau đây là những thông tin đầu tiên. Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong 30 phút nhưng chứa đựng lượng lớn thông tin và các tiết mục nghệ thuật. Buổi lễ bắt đầu với giọng nói của diễn viên 85 tuổi người Mỹ Morgan Freeman, lồng vào video chú cá voi bơi trên sân Abbey. Bên trong sân, các nghệ sĩ bắt đầu nhảy trên nền một bài hát truyền thống cạnh những chú lạc đà. Khán giả bắt đầu xúc động khi xem Freeman nói chuyện với Ghanim, một YouTuber 20 tuổi, người Qatar nhưng không có cả hai chân do mắc hiện tượng thoái hóa cột sống bẩm sinh từ khi chào đời. Freeman nói về quyền bình đẳng giữa con người. Ông nói, bóng đá kết nối cả thế giới, đoàn kết các quốc gia nhờ tình yêu của họ với môn thể thao tuyệt vời. Đó là sợi dây của sự hy vọng, niềm vui sướng và sự tôn trọng. Đó có lẽ là phần im ắng nhất của buổi lễ khi mọi người đều lắng nghe những gì hai nhân vật nói. Sau cuộc nói chuyện giữa Freeman và Ghanim, khán giả lại có dịp ồ lên khi các nghệ sĩ dưới sân trình diễn điệu nhảy truyền thống Aha. Sân khấu càng trở nên huyên náo khi ban tổ chức phát những đoạn nhạc kinh điển của World Cup trước đây như Waka Waka của Shakira năm 2010 hay các câu hát cổ động phổ biến như Ola Ola Ola. Ban tổ chức gọi đây là quốc gia của thế giới. Cùng lúc đó, các cổ động viên đại diện cho 32 đội dự giải cầm cờ tiến vào sân. Lễ khai mạc năm nay cũng còn nét đặc biệt khác khi linh vật của các kỳ World Cup trước xuất hiện. Linh vật World Cup đầu tiên là sư tử Anh Willy năm 1966 cho đến sói Zabi Vaka ở Nga năm 2018. Cuối cùng, linh vật kỳ này là Lek bay lượn trong sân. Trong tiếng Ả Rập, Lek có nghĩa là cầu thủ có kỹ năng siêu việt. Màn trình diễn chủ đạo của World Cup năm 2022 do ca sĩ Jungkook của nhóm BTS thể hiện. Nghệ sĩ Hàn Quốc hát Dreamer, một trong những bài chính thức của kỳ này. Điểm bất ngờ nhất với khán giả Qatar trong lễ khai mạc là một video hiếm về cựu quốc vương Hamad bin Khalifa Al Thani. Khi ông chơi bóng những năm 70 hay 80 của thế kỷ trước, khán giả hò reo mãnh liệt hơn bình thường khi chứng kiến video này được phát. Khi quốc vương hiện tại Tamim bin Hamad Al Thani mỉm cười khi thấy những hình ảnh trên, khán giả lại một lần nữa reo hò. Phần lớn trong khoảng 60.000 khán giả trên sân là người Qatar. Cũng chính quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani đọc diễn văn khai mạc trước khi nó World Cup năm 2022 đã bắt đầu. Ngay sau đó, hàng nghìn khán giả Ecuador reo lên bởi họ chuẩn bị được thấy cầu thủ ra khởi động, chuẩn bị đá khai mạc với chủ nhà Qatar. Chương trình kết thúc với loạt pháo hoa được bắn lên từ nóc khán đài trên sân Abbey. Các đạo cụ của buổi lễ được dọn dẹp nhanh chóng để hai đội khởi động. World Cup năm 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 với 32 đội tham dự, chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng 1/8. Cristiano Ronaldo và Leo Messi cùng hợp tác trong chiến dịch quảng cáo mới nhất của thương hiệu thời trang Louis Vuitton. Cả hai cầu thủ vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chụp chung bên bàn cờ vua. Ronaldo mặc chiếc áo len cổ cao màu xanh, chăm chú theo dõi nước đi tiếp theo của Messi, người mặc chiếc áo len cổ tròn với tay áo sắn lên để lộ hình xăm. Đây là hình ảnh thú vị, gợi nhớ lại cuộc tranh đua vĩ đại nhất lịch sử thể thao giữa hai ngôi sao này. Bức ảnh này đã thu hút tổng cộng gần 40 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội của cả Ronaldo và Messi. Người hâm mộ cho rằng bức ảnh này sẽ sớm phá kỷ lục về hình ảnh thể thao được tương tác nhiều nhất trên Internet. Đáng chú ý, tấm ảnh này xuất hiện ngay trước ngày khai mạc World Cup năm 2022, cơ hội cuối để Messi và Ronaldo lên đỉnh thế giới cùng đội tuyển quốc gia. Trong buổi phỏng vấn độc quyền mới đây, Ronaldo đã dành cho Messi những lời khen ngợi từ đáy lòng. Bộ đôi này đã 12 lần giành quả bóng vàng trong 13 năm liên tiếp để cùng nhau đi vào ngôi đền huyền thoại bóng đá. Messi là cầu thủ tuyệt vời, đầy ma thuật. Chúng tôi đã chia sẻ đỉnh cao trong 16 năm, thử tưởng tượng mà xem. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với cậu ấy. Chúng tôi không phải là những người bạn thân, thường xuyên gọi điện hay đi chơi với nhau, nhưng tình cảm giữa chúng tôi giống như tình đồng đội. Tôi rất trân trọng Messi vì cách cậu ấy nói về tôi. Bạn gái tôi cũng đến từ Argentina, luôn có sự tôn trọng với gia đình cậu ấy. Messi đã làm những điều khó tin cho bóng đá,
Có lẽ đây là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy. Bên cạnh Zidane và bản thân tôi, Ronaldo cho biết. Leo Messi, người hy vọng số 1 của Argentina và luôn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất của giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Thế nên, không có bất ngờ khi mà các phóng viên trên khắp thế giới đã tác nghiệp tại World Cup để dành cho Ebuga sự ưu ái đặc biệt. Tuy nhiên, để có thể ghi lại những khoảnh khắc của siêu sao người Argentina là điều không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là tại Qatar. Theo ghi nhận của phóng viên Ngô Trần Hải An, báo điện tử Vietnam Plus, để có được bức ảnh của Messi trên sân tập cũng là cả một hành trình. Trong 2 ngày liên tiếp, phóng viên đã dành sự ưu ái đến khu tập luyện số 3 của Đại học Qatar, nơi tập luyện của tuyển Argentina với hy vọng sẽ chụp hình Messi, không chỉ phải bỏ ra chi phí không nhỏ cùng quãng đường dài. Phóng viên còn phải qua nhiều vòng an ninh nghiêm ngặt của nước chủ nhà. Thậm chí khi đến nơi, các phóng viên còn phải mò mẫm tìm đúng cửa vào sân do ban tổ chức không có thông báo chi tiết về phân luồng, nên mất khá nhiều thời gian. Sau hành trình dò cổng vào, phóng viên còn phải cạnh tranh với hàng trăm đồng nghiệp đến từ các quốc gia để có được vị trí tốt nhất ghi lại hình ảnh của siêu sao Messi. Không những thế, ngày đầu tiên, sau nhiều tiếng chờ đợi, cánh phóng viên tiêu nghỉu ra về khi không thấy sự xuất hiện của Messi. Ngày thứ hai, nhiều phóng viên thở dài thất vọng sau nhiều tiếng chờ đợi, nhưng đến khi sắp hết giờ tác nghiệp thì Messi mới xuất hiện. Tuy nhiên, quá trình tác nghiệp khá khó khăn bởi Messi tập riêng ở phía rất xa chứ không cùng đội tuyển. Tuy vậy, phóng viên Vietnam Plus vẫn ghi lại những khoảnh khắc Messi trên sân tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực trước ngày hội lớn. Tại World Cup năm 2022, Argentina nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Mexico, Saudi Arabia và Ba Lan. Messi và đồng đội sẽ lần lượt trận chám Saudi Arabia vào ngày 22 tháng 11, Mexico vào ngày 27 tháng 11 và Ba Lan vào ngày 1 tháng 12. Leo Messi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Argentina có thể giành được chiếc cúp và vô địch World Cup năm 2022 trên đất Qatar. Tại giải đấu năm nay, Messi đứng trước cơ hội phá 2 kỷ lục của huyền thoại Diego Maradona. Messi chỉ cần thi đấu 3 trận ở vòng bảng World Cup năm 2022 là chính thức vượt mặt Maradona 21 trận để nắm giữ kỷ lục cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Argentina ở các vòng chung kết World Cup. Messi cũng có cơ hội phá kỷ lục sở hữu nhiều kiến tạo nhất cho tuyển Argentina ở các vòng chung kết World Cup. Siêu sao của Paris Saint-Germain hiện có 5 pha kiến tạo, kém Maradona 3 lần. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã nhận được lời mời dự khán 2 trận đấu vòng bảng World Cup năm 2022. Đó là trận đấu giữa Hà Lan gặp Senegal diễn ra vào ngày 21 tháng 11 và cuộc so tài giữa Argentina và Saudi Arabia vào ngày 22 tháng 11. Bên cạnh đó, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam cũng chính là người sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh sẽ có cơ hội trao giải cho Messi nếu ngôi sao người Argentina tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên. Hoàng Đức là một trong số ít những cầu thủ bóng đá nam đầu tiên được tham dự World Cup. Năm 2017, Hoàng Đức là thành viên của đội U20 Việt Nam thi đấu tại U20 World Cup. Ở kỳ World Cup năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa tuyển Anh gặp Croatia cho tiền vệ Perisic. Với việc bay sang Qatar để dự khán World Cup, tiền vệ Hoàng Đức sẽ tập trung muộn cùng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1998 có phong độ tốt ở V-League và vừa ghi bàn trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2022.